Chợ ô tô đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị, quý vị, các bạn nhà mình nhá. Đấy, lại em Tùng đây ạ. Thì hôm nay này em này mưa gió này, đấy vẫn lên sóng báo giá cho đại gia đình mình và những sản phẩm mới về ngày hôm nay nhá. Đấy, cập nhật chi tiết, cập nhật trực tiếp những sản phẩm mới về ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, cả mình có xem buổi livestream ngày hôm nay này, ủng hộ em Tùng bằng 5 7 lượt chia sẻ đi đại gia đình mình ơi. Đấy, rất là nhiều xe mới về nhá để phục vụ nhu cầu gia đình mình ạ. Đấy, hôm nay thì bên em có về chiếc đây Toyota Vios đây, biển 99 Bắc Ninh, quê hương của họ Chưa Thành đây. Số tự động bản G là 2018 nhá. À đây 2019 thôi gì vậy ạ? Số tự động bản G đăng ký năm 2000. Đăng ký năm 2019 này. Đấy, sản xuất 2019, đăng ký năm 2020 này. Bản G xịn số tự động nhá. Con này thì bên em đang chào bán với giá mong muốn là 515 triệu đồng. Đấy, gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Và thêm một chiếc Kia Morning nhá. Thêm một chiếc Kia Morning này, 180 triệu đồng tròn, đời 2008, số tự động. Đấy, số tự động nhá, 180 triệu đồng tròn. Đấy, về hai mẫu xe mới này để phục vụ nhu cầu đại gia đình mình ạ. Đấy, xin chào các bác vừa xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, nhà mình vừa xem buổi livestream nhá, hoan hỉ cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi đại gia đình mình ơi. Vâng, chào bác Nguyễn Viết Tùng ạ. Anh em xin gia đình nhà mình một vài giây này để lại hai số điện thoại này, hai số like trên màn hình nhá. Đấy thì hai số like nhá, để cho mình này. Cả nhà mình có những thắc mắc gì về xe cộ, giá cả, thủ tục mua bán nào nhá, cứ gọi trực tiếp vào hai số like nhá. Bắt máy 24/7 cũng cả thứ bảy chủ nhật nhá. Chào bác Khúc Văn Công này, đấy, bác Khúc Văn Công vào xem buổi và xem buổi livestream này. Chào ông Nguyễn Viết Tùng này. Đấy, Phan Cứng với Khúc Văn Công đây. Chào Đại Đình nhá. Ây, nhà mình hãy tham khảo cho một vòng cho ô tô đầu mối Hải Dương đi. Còn rất nhiều đầu xe, mẫu xe đây để phục vụ đại gia đình nhá. Vâng, cháu Phạm Trách ạ. Cháu Phạm Chính kìa, cháu Phạm Chính nhá. Đây, Vios này, Innova này, khá nhiều xe luôn. Đấy, 34 cũng có này. Đấy, Avel 2017 này, 225 triệu đồng này. Chào shop, vâng, chào Đức Anh nhá. Đấy, hôm nay có về thêm con Vios này nhá. Vios bản này xịn 208 này, 210 triệu đồng này. Đấy, rất là nhiều mẫu xe mới để phục vụ nhu cầu đại đình nhá. Em cứ đi loanh quanh một vòng này, xem bác nào mà ngắm được mẫu nào nhá, ngắm được mẫu nào nhìn đi em nào đi, gọi điện luôn cho em nhé, hoặc là chốt ngay trên livestream này, chốt ngay trên livestream nhá, giá giảm ngay từ 10 đến 15 triệu đồng trên một đầu xe cho đại gia đình mình ạ. Vâng, chắc Ngô Minh Khôi này, cháu Trần Hữu Hằng, đấy, chào Phạm Chính, chào đại đình ạ. Đấy, thì chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng nhá. Các bạn nào đang có nhu cầu mua bán xe cũ thì đến với em nhá, cảm ơn thầy mình rất là nhiều này. Ok là Chatty Select. Đấy, vâng, xin trả lời bình luận đầu tiên của bác Trần Hữu Hằng này, La Chatty CX nhá. Đấy, thì bên em đang có chiếc La Chatty CX đây, đời 2010, đăng ký bánh 212, tư nhân chính chủ, 37 Nghệ An, quê bác nhá. Con này thì bên em đã hồ sơ cầm tay rồi, con này hồ sơ cầm tay rồi, thế những thủ tục sang tên đổi chủ bấm biển mới trong vòng lốt nhạc thôi. Đang được bán mức giá mong muốn cho đại gia đình nhà mình là 258 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho anh chị quý gia đình mình. Na sáng đúc, nốp nắp đẹp, có phanh địa chống bó cứng ABS, xin nhan tích hợp trên gương, gương kính, cụp xe điện, có option cửa sổ trời đây. Ba lô làng màu rất đẹp thể thao nhá. Đấy, hôm nay chỉ trời hơi mưa một xíu này. Đấy, hơi mưa một xíu thì em Tùng vẫn lên sóng báo giá đình mình. Đấy, chờ đợi nữa nhỉ, ủng hộ em bằng 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Đây nhá, là cái T-Select cho bác Hằng đấy nhá, 258 triệu đồng, 2010, Kia Morning màu đỏ. Con Kia Morning màu đỏ thì hôm nay để bên ngoài kia để rửa rồi bác Hằng nhá. À bác, anh Ngọc nhá, đấy con đấy thì lại bỏ ra ngoài kia rửa rồi. Con đấy thì em báo giá luôn là 190 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng là 216, động cơ 1.25 số sàn. Vâng, cháu Trần Quyết này, cháu bác Ni Be này, cháu Khôi này, cháu Thanh Ngoan, chào đại đình mình ạ. Thôi thì em xin báo giá từ đây nhá. Em xin báo giá đây đại gia đình nhà. Đấy, cạnh mẫu La Chatty CX 2010 rồi. Em xin báo giá đình mình một mẫu xe tập lái đây, sedan hai đầu phân khúc hạng B. Đây, Toyota Vios 2006, 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy, mộc bạc rất đẹp đây, 135 triệu đồng thôi. Các bác nào đang có nhu cầu tập lái tránh mưa tránh nắng nhá, quan tâm cho em mọi đi nhá.
Đấy, Vios đôi đồng cuối đá phá không chịu hỏng đây. Tư nhân chính chủ 34A Hải Dương 4 mùa không lụt. 135 triệu đồng, còn bớt còn ra lộc được sâu gia đình mình ạ. Vừa rồi là mở màn hai đầu 5 chỗ này. Đấy, báo giá gia đình mình một đầu 7 chỗ nhá. 7 chỗ số động tầm trung. Chevrolet Vivante 2009 nhá. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền 193 triệu đồng thôi ạ. Đấy, 193 triệu đồng nhá. Bác nào mà ưng em này là chốt được trên buổi sóng livestream ngày hôm nay nhá, giảm 10 triệu đồng, còn 183 triệu đồng. La sang lúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi chất. Xin nhan trên sườn xe nhá, số động 7 chỗ ngồi mà chỉ 193 triệu đồng thôi nhá. Cruise 216 số động. Cruise 216 số động thì tạm thời bên em chưa có rồi bác ơi. Đấy. Cháu Hùng Hương nhá, cháu Dương Lê nhá. Bác mà có đang quan tâm dòng Cruise số động này, hãy để lại cho em xin số điện thoại qua phần tin nhắn fanpage đi ạ. Một vài hôm nữa mà về đầu Cruise này thì em sẽ liên hệ trực tiếp bác nhá. Thế vâng, cháu Cúc Lang vừa xem buổi livestream mình hôm nay nhá. Đấy, những bác nào mới lần đầu xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, hãy cho em Tùng cho chợ ô tô đầu mối Hải Dương một lượt like, một lượt theo dõi đi cả gia đình ơi. Lai CX 209 bạn ơi, có là cho CX 209 nhá. Vâng, thì ngay sau đây em xin báo giá đại gia đình mình một mẫu Honda nhá. Honda CRV đây. SUV 5 chỗ đến nhà Honda màu đen rất đẹp đây. Xe đang mang biển tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê bác. Đấy, la sang đúc lốp láp đẹp, có bánh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan thì tích hợp trên gương. Xe mang động cơ 2.4 máy xăng. 2.4 máy xăng số động nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 405 triệu đồng. Đấy, 405 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin, lốp láp đẹp. Đấy, có là giá để đồ trên cao này. Có giá để đồ trên cao nhá. Vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Tích hợp có nút điều khiển nhá. Honda CV 2009 số động 405 triệu đồng gửi gia đình của mình ạ. Vâng, cháu Trần Cảnh Đào này, cháu bác ô tô Đình Tùng chào shop. Ok, La Chetty 209 này. Đầu em xem con La Chetty 209 là tư vấn cho bác nhá. Đấy, các bác nhà mình đang quan tâm những dòng xe nào, mẫu xe nào nhá, cứ mạnh dạn bình luận đi, cứ comment đi. Nếu mà mạng nó kém hay mưa, mạng nó kém một xíu em không đọc bình luận nhá, thì ngay sau buổi livestream này thì em sẽ trả lời tất cả những thắc mắc gia đình mình. Vâng, thì chiếc máy quen đây này, giới thiệu đến gia đình mình, La Chetty đây, La Chetty 209 đây. La Chetty 209 đăng ký là bánh 2010 màu đen sedan 2 đầu phân khúc hạng B, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang nhá. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền 145 triệu đồng thôi ạ. Cái sedan đầu màu đen 145 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng còn giao độc được nữa. Đấy, La sáng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi chất nhá. Đấy, La Chetty 2009 145 triệu đồng gửi gia đình mình. Thì ngay cạnh mẫu La Chetty vừa rồi này, tiếp tục em Tùng xin báo giá lên những khách hàng thân thương nhá. Đây một mẫu Mitsubishi Outlander đây. Mitsubishi Outlander 2016 số động 2.0. Con này thì đăng ký lăn bánh tại Việt Nam năm 2018 nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản. Đây nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản này. Động cơ 2.0 số động. Bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương đang bán với cửa tiền là 555 triệu đồng. Đấy, 555 triệu đồng. Là sáng lúc lốp láp đẹp, có bánh đĩa chống bó cứng ABS này. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp nhá. Vâng, cháu Lục Mai Văn, cháu Nguyễn Nguyên Duy này, cháu Ngoan Thanh, cháu Bình Trần, cháu Vũ Long, HRTV, cháu Hưng, BDS, cháu Trần Thanh, cháu Đam Mê. Đấy, xe đẹp tư vấn nhiệt tình. Vâng, cảm ơn bác Ngoan Thanh nhá. Đấy, cảm ơn đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, cả mình cứ hoan hỉ vui vẻ lên, cho xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Nên trang cá nhân này, nên tường, nên hội nhóm nhá. Không mất tiền, không mất bạc gì cả mà lan tỏa buổi livestream hơn. Đấy, những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm đến những dòng xe cũ thì đến với Thanh Tùng nhá. Đấy, rất là khuyến khích anh chị quý vị mình đến xem xe trực tiếp, cảm nhận xe, chạy thử xe ạ. Cạnh mẫu Mitsubishi Outlander 2016 rồi. Tiếp theo em báo giá gì mình này. Một mẫu La Chetty nhá, tiếp tục là La Chetty đây. La Chetty 207 động cơ 1.5 số sàn. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền 140 triệu đồng thôi. 140 triệu đồng, sedan này là màu đen. Máy số keo chỉ còn rất còn đẹp ạ. Vâng, Osake, vâng, Osake bác Trần Bình này, cháu Giáp Lê này, cháu Thanh Hải Yến, cháu Nguyễn Vững, cháu Bá Trần, cháu Kiếp Phong Trần, cháu Lục Văn Mai, chào tất cả đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền Tổ quốc nhá. Vâng, bác Nguyễn, bác Hương Nguyễn Duy à, xem Vios à. Đây, Vios thì nhà em còn mấy đầu này nhá. Vâng ạ, chào bác Trần Thanh ạ. Đây, Vios nhà em thì còn vài đầu này. Đấy, quan tâm cho em một chiếc Vios 2016 đi, số sàn trước ạ. Đây, Toyota Vios 216 số sàn màu vàng cát. Con này bên em đang giao bán với mức với cửa tiền là 360 triệu đồng thôi, 360 triệu đồng nhá.
xe mang động cơ 1.5 số sàn bản e xịn. Đấy, độ full đồ chơi rồi. La răng đúc có phanh đĩa chống vô cứng ABS này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Xin nhan dạng Mỹ thì thích hợp trên gương gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2024 cơ. Đây nội thất bên trong đây ạ. Nội thất ghế da màu be rất đẹp này. Vô lăng ba chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, màn hình cova cỡ lớn nhá. Đầy đủ sở tốt thì được trang bị rồi. Đấy. 400 triệu đồng có con nào số tự động không? 400 triệu đồng có số động bác nhá. Vâng, cháu Hoàng Trung này, chắc Bùi được Bùi Văn đấy, chào bác Bảo Minh Khôi này, chắc Dâu Hoàng. Chúc bán được nhiều xe. Vâng, cảm ơn bác tiền lương rất là nhiều ạ. Đấy nhá, đấy Toyota Vios có một mẫu này này. Vâng, bác đang quan tâm dòng 400 triệu đồng số động à? 400 triệu đồng số động thì bác quan tâm cho em chiếc này hơn một xíu nhá. Đấy, quan tâm chiếc này hơn 400 triệu đồng một xíu này. Con này bên em có hỗ trợ trả góp, có hỗ trợ ship xe trong vòng 100 km đây. Quan tâm mấy cửa tiền hơn 400, quan tâm cho em mẫu này này. Đấy, mới về một siêu phẩm đây. Toyota Vios màu vàng cát 2019, đăng ký lăn bánh năm 2020. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền mong muốn là 515 triệu đồng nhé, 515 triệu đồng ạ. Xe này mà Toyota bản G xịn số động, động cơ 1.5 nhá. Máy số keo chỉ sơn si thì còn nguyên zin này. Bao test hãng cho anh chị quý vị gia đình mình này. Đấy, nước sơn màu vàng cát rất đẹp luôn. La răng đúc, đấy, la răng đúc zin nguyên bản theo xe. Phanh đĩa chống bó cứng ABS 4 bánh nhá. Đấy, tư nhân chính chủ ở 99 Bắc Linh, quê hương con họ chưa thành đây. Và rồi là một vòng ngoại thất bên ngoài này. Sau đây em xin quay phần nội thất bên trong cho anh chị của mình cùng tham khảo nhá. Đấy, nội thất bên trong rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất ghế da màu be zin nguyên bản theo xe này. Cần số xích rắc này. Đấy, cần số xích rắc này. Màn hình Android cỡ lớn này, cam đồi cam hành trình thì đầy đủ rồi. 515 triệu đồng. Vios 2019 bản G số động 1.5 đang được bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, bao test hãng này, cũng như hỗ trợ trả góp và ship xe trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Đấy, bác nào đang quan tâm mẫu này nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, cảm ơn gia đình mình rất là nhiều ạ. Chóc tú xây dựng này. Vios ok bác ơi. Bác cất con Vios vào tủ lạnh đi để Tết qua mua. Ok bác nhá. Đấy, riêng bác tiền đưa mà cứ đến mua là lúc nào có xe thì bác tiền luôn ạ. Bác tiền nương luôn ạ. Vâng, chào bác thợ sửa khóa này. Chào bác Hương Nguyễn Duy chạy mấy vạn rồi. Vâng, chào bác Nguyễn Thành Lam này, chào bác nhà hàng Cừ Liên, chào bác Hoàng Trung, chào bác Bùi Văn được này, đấy. Còn hai con Vios chạy mấy vạn thì thực ra em cũng chia sẻ thật là bên em là mua bán xe cũ thì cũng không để ý số vạn đâu. Bên em chủ yếu mua theo chất máy thôi nhá, mua theo chất máy, chất xe. Máy số các thứ là còn zin nó còn đẹp thì bên em mua thôi. Còn số cây số cối thì bên em cũng không để ý ạ. Đấy, nếu bác có quan tâm sâu nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá. Đấy, để tí em sẽ gửi cho bác hình ảnh cái số ô đồ bên đấy nhá. Mô linh 2010 và 209 hay 10 số động à. Ok bác ạ. Đây, để em xem con Mô linh 209 2010 số động bên em đang đâu nhỉ. À đây rồi. Mô linh 209 2010 số động, tham khảo cho em mẫu này nhá. Kia Morning 209 số tự động. Đây, con này thì được đăng ký và lăn bánh năm 2011 tại Việt Nam nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Động cơ 1.0 máy eco này. Đấy, đã 1.0 máy eco thì vô cùng tiết kiệm nhiên liệu luôn. Xe trang bị la răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan thì trên gương kính cụp xe điện. Đấy, điều hòa ô tô nhá. Điều hòa ô tô cần số xích rắc, vô lăng túi khí. Con này thì bên em đang giao bán với cửa tiền là 235 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Cam kết là máy số này, keo xỉ sơn si thì còn zin nhá. Đấy, zin toàn tạp luôn. Kia Morning SLX 2009 235 triệu đồng ạ. Vâng, chào bác Phong Lê Ba Phong này, chào bác Lãng Quyên Triều Thu, chào bác Hoàng Quỳnh Trần, chào Nguyễn Viết Tùng này. Đây, tiếp tục là một mẫu Kia Morning số động 2010 nhá. Bác quan tâm tiếp cho mẫu màu xanh này đây. Đấy, màu xanh rất đặc biệt đấy nhá. Đây, Kia Morning số động 2010 đây, bác tiếp tục quan tâm cho mẫu đi nhá. Bản SX 2010 đăng ký và lăn bánh năm 2013 này. Con này thì bên em đang giá bán được cửa tiền là 235 triệu đồng nhá. Đấy, hai chiếc 209 2010 số động này đều là 235 triệu đồng. Xe này mang động cơ 1.0, đấy, 1.0 số động, máy eco bản full kịch nhá, bản đồ full kịch xin gửi gia đình mình. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan dạng Mỹ, tích hợp trên gương kính cụp xe điện, máy số keo chỉ
sơn si nhá. Nội thất thì zin nguyên bản theo xe này. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023 nhá. Đang giá bán được cửa tiền 235 triệu đồng cho đại gia đình mình ạ. Tư vấn tài chính tầm 300 mua lại nào. Đấy, tầm 300 à. Đấy, tầm 300 mà nếu mà hơn được 300 một xíu này. Tầm hơn 300 một xíu nhá, bác tham khảo cho em Toyota Vios nhá. Đấy, nếu mà 5 chỗ thì tham khảo cho em Toyota Vios này. Còn ở đấy, một mẫu xe rất là lành. Đấy, quan tâm em dòng đấy nhá. Con cháu Đinh Thị Thu Trang ạ. Cháu Lê Duy Hải, cháu bác Thái Tường Phi, cháu bác Trần Thị Thu Hoàng nhá. Đấy, tầm tài chính là 300 lên. Đổ lên thì quan tâm cho em những dòng như là Toyota Vios này. Đấy, một dòng xe rất là bền bỉ và lành, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, máy số điện đó rất lành, ít khi hỏng vặt và dễ bảo dưỡng nhá. Vâng, chào bác Sang Nguyễn, chào đại đình mình ạ. Bác mà quan tâm sâu thêm nhá thì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi ạ. Để em tư vấn sâu hơn về những dòng xe mà tầm 300 cho bác tham khảo nhá. Cảm ơn bình luận bác rất là nhiều này. Đây phải em giới thiệu đây đúng không? Đây em tiếp tục giới thiệu từ góc này này. Tiếp theo đây nhá, lại một chiếc xe 7 chỗ tầm trung của gia đình nhà mình. Chevette Vivante 2009 đây. Số sàn 155 triệu đồng. Đấy, màu đen rất đẹp đây. 7 chỗ mà tầm trung của cái gia đình mình, mang về chạy gia đình này cũng như đã đưa dịch vụ rất là hay. Con này đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 12 năm 2022. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh. Đấy, đất cảng Quảng Ninh đây. Đấy, đen xì đây, to cao đây. 155 triệu đồng của gia đình nhá. Đấy, cạnh mẫu Vivante Chevrolet 2009 vừa rồi. Tiếp tục báo giá gia đình mình. Đây, những bác nào tín đồ của dòng Lacetisic nhá, quan tâm cho mẫu này. Lacetisic 2010 đăng ký là bánh 211. Con này thì mang động cơ 1.6 số động. Đấy, 5 chỗ ngồi. Dài xe đầm xe đi vô cùng là thích luôn đấy ạ. La răng đúc 17 inch mỗi bánh này. Có phanh điện chống bó cứng ABS. Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe. Gương kính cụp xe điện. Có option cửa sổ trời Panorama nhá. Đấy, đang bán với cửa tiền 255 triệu đồng. Bao phí rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình đang quan tâm ạ. Đấy, xe rất đẹp luôn ạ. Dài xe liền nà cả cam kết anh chị quý vị mình không đâm đụng không va chạm nhá. Cháu Vân Nguyễn này, có i10 số động không em? i10 số động thì tạm thời lại chưa có bác ơi. Cháu Thiên Bảo này, cháu Vinh Trần, cháu Hải Hay Hớn, cháu Hoan Thanh, cháu Tuấn Lưu Văn, cháu Khiêm Hoài Lội Thất, cháu Sang Nguyễn nhá. Chào đại đình, cháu ô tô đầu mối Hải Dương đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Vâng, cháu Nguyễn Bạo ạ. Đấy, mọi người hãy cho em Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi đại gia đình ơi. Đấy, xe đẹp mà giá cả vô cùng hợp lý, vô cùng yêu thương ạ. Cháu Nguyễn Viết Hùng ạ. Những bác nào mới vào xem livestream thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ đi. Đấy, một lượt comment đi đại gia đình ơi. Vâng, ngay sau đây giới thiệu đến gia đình của mình một mẫu xe sedan 2 đầu 5 chỗ, đòi cao mà giá chỉ bằng modeling thôi này. Em xin báo giá cho mình con Avell Chevrolet 2016 nhá. 215 triệu đồng thôi. Với nước sơn màu bạc rất là đẹp này, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. La răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan thì thích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Máy số keo chỉ nội thất sơn si thì zin nhá. Đấy, Avell 216 màu bạc 215 triệu đồng gửi đến gia đình của mình. Vâng, cháu Kim Đông này, cháu Nguyễn Văn Hưng này, cháu Nguyễn Bạo, cháu Đại Đình nhá. Đây, em xin báo giá một lượt luôn, một dòng người luôn cho mình cùng dễ tìm hiểu hơn nhá. Đấy, cạnh mẫu Avell này xin báo giá gia đình mình một mẫu Accent nhá. Accent Hyundai 2009, 1.4 số sàn nhập Hàn nguyên chiếc, đăng ký là bánh năm 2010. Đó, động cơ 1.4 rất là tiết kiệm này. Một dòng xe cũng khá đẹp đây. Đấy, rất là lành và bền bỉ nhá. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh rồi, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2022 nhá. Con này thì bên em đang giá bán với cửa tiền 165 triệu đồng. Đấy, có phí, bao phí rút hồ sơ lại đây mình nhà mình ạ. Vâng, cháu Kim Đông để một con nào bác ơi. Ok, anh Trần Thế Anh mà đang quan tâm dòng nào nhá, quan tâm mẫu nào nhá, nhắn tin qua fanpage đi, em tư vấn sâu cho nhá. Làm giá bớt được sâu cho bác ạ. Vâng, cháu Bình Lê Thanh này, cháu Đỗ Phú này, cháu Kim Đông nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm với dòng xe nào nhá, mua được chốt trong những khung giờ vàng này, chốt được trong khung giờ vàng buổi sóng livestream mỗi tối nhá, giảm mỗi đầu xe từ 10 đến 15 triệu đồng cho đình mình ạ. Vâng, thì ngay sau đây chiếc máy quay của anh Tùng xin giới thiệu đến đại gia đình một mẫu Lacetti CX nhá. Đấy, Lacetti CX thì bên em đang có 3 chiếc nhá, bên em còn 3 chiếc. Đấy, 2 chiếc màu đen và 1 chiếc màu xám đá này. Đây, cùng tham khảo tiếp em chiếc này nhá. 2010 đăng ký là bánh 212. Xe mang động cơ 1.6 số động nhá. Máy số keo chỉ, sơn si thì còn nguyên zin còn chất. Biển tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Đâu những tín đồ của Lacetti CX rồi, tham khảo cho em 3 mẫu này nhá. Lanh quanh 255 triệu đồng thôi. Vâng, cháu Nguyễn Đăng Tuấn này, cháu Mai Trường,
chào Yến Lê Xuân, chào Hoàng Dũng nhá. Chào tất cả những anh chị, quý vị, quý cô bác đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Vios MT216217 số sàn có không bác? Đây, MT216217 có một chiếc cho bác đây. Vios MT bản E đây, 2016 động cơ 1.5 đây. Đấy, con này thì bên em đang giao bán với cửa tiền 360 triệu đồng nhá. Đấy, nước sơn màu vàng cát này thì độ được độ theo phong cách hai màu của mấy bác đây. Đấy, dưới màu vàng cát thì trên màu đen rất đẹp này. Độ full đồ chơi rồi. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ nhá. Đấy, đèn pha trang bị công nghệ bi cầu bi projector này. Xin nhan tích hợp trên gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024 cơ. Màn hình cova này cỡ to phè rồi. Đấy, màn hình cova cỡ to này, đèn lồng start top này, vô lăng túi khí này. Đấy, Vios 216/217 đây. Con này Vios 216 nhá. 360 triệu đồng gửi đến bác này. Quan tâm nhắn trực tiếp qua fanpage cho em nhá. Có video có hình ảnh chi tiết con này rồi. Vâng, chào Nguyễn Văn Tý này. Chào Dương Lô. Đấy, chào Tú Võ. Đấy, nhà mình đang thắc mắc dòng nào nhá, cứ comment cứ bình luận đi. Em Tùng tiếp tục tư vấn cho ạ. Đấy, báo giá khá nhiều đầu gọi là sedan hai đầu. Đấy, tiếp tục báo gia đình mình một chiếc gầm cao máy thoáng đây. SUV đến nhà Hyundai nhá. Hyundai Santa Fe 2007 động cơ 2.7 máy xăng, hai cầu điện. Con này bên em đang gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền 315 triệu đồng thôi. Đấy, 315 triệu đồng thôi nhá. Đấy, một chiếc xe gầm cao máy thoáng đến nhà Hyundai đây. Xe được trang bị la sáng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Đấy, xin nhan thì tích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xe điện, hai cầu điện, máy xăng 2.7. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 5 năm 2023. Em xin quay vào nội thất bên trong đây ạ. Nội thất ghế da, điều hòa đóng lạnh hai chiều auto này còn rất là đẹp và mới nhá. Vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng đấy. Kết hợp các nút điều khiển trên vô lăng này, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Màn hình cỡ to. Có Vios số động không anh? Vios số động có bác ơi, bác Uyên Long Châu ơi, có Vios số động nhá. Chào Bùi Văn này, chào Thủy Tiên này, chào Nguyễn Thế Anh này. Chào tất cả những anh chị, quý cô bác vừa vào xem buổi livestream hôm nay nhá. Đấy, những bác nào đang xem buổi livestream hôm nay, hoan hỉ vui vẻ cho chợ ô tô đồ mua Hải Dương. 57 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Đấy, Vios số động thì hôm nay bên em mới về một chiếc này nhá. Đây, mới về một chiếc này đây, đòi rất là cao luôn. Để gửi gia đình nhà mình. Vios số tự động 2019 đăng ký là bánh 2020 đây. 1.5 số động bản G nhá, bản đồ phun kịch gửi gia đình mình này. Máy số keo chỉ sơn xi thì zin nhá. Zin 99,9% này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu, bi projector kết hợp cùng mấy halogen này. Biển tư nhân chính chủ 90:9 Bắc Ninh, quê hương con họ chủ tịch này. Đấy, em xin quay phần sườn xe đây. Là dáng đúc lốp láp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS là 4 bánh rồi. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn zin. Một dòng xe rất là lành, bền bỉ và tiết kiệm nguyên liệu. Đến từ nhà Toyota. Đây, vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đầu đàn mình to nhá. Đấy, 515 triệu đồng cho mẫu Toyota Vios này ạ. Vâng, chắc Đức Thúy này, chắc Lê Tài. Chào anh Nguyễn Tuấn Hoàng. 200 triệu mua được em nào không bạn? 200 triệu thì mua được khá nhiều xe bên em nhá. Đây, 200 triệu thì mua khá nhiều xe bên em luôn đấy ạ. Đây, tầm 200 triệu anh tham khảo cho em mẫu này đi. Kia Morning số động màu trắng 2009 này. Con này thì đang bán với chợ ô tô đồ mối Hải Dương với cửa tiền của gia đình nhà mình 190 triệu đồng thôi. 1.0 số động máy eco. Máy số theo chị sơn xi thì còn đẹp còn zin nữa, màu trắng này mắng cũng mua đây. 190 triệu đồng. Đấy, mà tầm 200 mình tham khảo cho mấy mẫu đi. Trong đi Thúy K3 Seto màu trắng không anh, số động K3 Seto tạm thời bên em chưa có mẫu nào nhá. Đấy, bác Đức Thúy để lại cho em số điện thoại ở phần tin nhắn fanpage đi nhá. Một vài nữa mà về đầu K3 hoặc Seto số động này thì em xin liên hệ trực tiếp bác ạ. Đây này, vừa nãy tiếp tục báo giá cho bác nào đang hỏi tầm 200 triệu này. 205 triệu đồng. Kia Morning số động 2010 bản SX nhá. Với nước sơn màu xám bạc đây. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương kính cụp sửa điện. Là sáng đúc lốp đáp đẹp, máy số keo chỉ ở sơn xi thì còn chất còn zin nhá. Đấy, 1.0 máy eco số động 205 triệu đồng. Đấy, giá thì còn bớt, còn thương lượng được cho các bác quan tâm ạ. Đây, em xin báo giá đầu rồi. Đấy, tiếp tục đến tầm nhanh quanh 200 triệu nhá, thì mình tham khảo dùm em đi. Đấy, Avel đây. Avel 2017 luôn đấy ạ. Avel 2017 số sàn 225 triệu đồng này. Đấy, đời cao máy chất, sơn xi đẹp. Cầm bệ chắc chắn nhá. Là sáng đúc có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi.
gương kính cụp xe điện tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền 220 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng cho gia đình mẹ ạ. Đấy, tầm nhanh quanh 200 triệu thì vô biên luôn. Đấy, rất nhiều đầu xe luôn. Vâng, cảm ơn những lượt tìm bác Thanh Hoa rất nhiều này. Vâng, ok bác này, chào bác Nguyễn Văn Mạnh này. Chào bác Thành Trường đấy. Thì rồi đã báo giá khá nhiều đầu 5 chỗ rồi này. Đấy, đổi sang đổi gió mới đi. Đổi gió mới để báo giá mình những đồng 7 chỗ làm góc này nhá. Santa Fe dưới 210 không anh. Ô, Santa Fe dưới 210 có một chiếc anh ơi. Santa Fe dưới 210 thì bên em đang có một chiếc 207 nhá. Đấy, có một chiếc 207 đây báo giá rồi. Đâu để em báo giá lại thì mình cùng tham khảo em một lượt nữa này. Santa Fe 207 315 triệu đồng. 2.7 số động máy xăng đây. Đấy, 315 triệu đồng nhá, giá như con Morning luôn. 7 chỗ Santa Fe và giá bằng Morning này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Đấy, na dáng đúc lốp nắp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS đầy đủ rồi. Biển tư nhân 36 đây, 36 36 Thanh Hóa đây, quê hương dân tộc đây. Đấy, bác tham khảo dùng em nhé ơi. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất, còn đẹp, còn zin này. Đăng ký đăng kiểm thì rất là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Đấy, nội thất ghế da nhá. Đây, nội thất ghế da màu be này. Zin nguyên bản theo xe này còn sáng màu còn đẹp. Đấy, vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đầu đàm hình toa rồi. Đây, cần số rích rắc đây, điều hòa ô tô này. Ca đồi cam trình đầy đủ nhá. Trần thì vẫn là trần nỉ zin nguyên bản theo xe. 315 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng được thêm gia đình mình ạ. Có bán tải 213 không? Bán tải 213 thì bên em lại tạm thời chưa quá rồi. Mazda 30 anh, bác Đinh Văn Tiến Mazda 3. Rất tiếc là hôm nay khá nhiều đầu sản phẩm mà anh chị quý mình đang tham khảo thì chưa có nhá. Nhà mình đang tham khảo dòng nào, mẫu nào cứ để lại bình luận. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Để cho em xin số điện thoại nhá. Một vài nữa mà có đầu xe mà ưng ý ra thì mình thì em sẽ liên hệ trực tiếp luôn ạ. Đấy bác Thơm ơi, còn Santa Fe 207 nhá, 315 triệu đồng nhá. Còn bớt còn thương lượng được thêm cho bác đấy ạ. Chào bác Tùng Ngô này. Đấy, chào bác Phạm Chính này. Cho chú xem con Tucson. Con Tucson ấy thì hôm nay vừa bán rồi bác Phạm Chính ơi. Đấy, con đấy bán rồi ạ. Nhớ bác nhá, con đấy bán rồi ạ. Đấy. Vâng, thì ở góc này em xin giới thiệu đến gia đình mình một mẫu xe nhỏ gọn nhá. Một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm hiệu, đời cao đây. Kia Morning 216 1.25 số sàn 4 máy. Đấy, đời cao bên em này bán với cửa tiền 190 triệu đồng thôi. Đấy, 190 triệu đồng, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không lụt nhá. Máy số keo chỉ sơn si còn chất, nốp náp đẹp. Là thắng đúc phay 4 bánh này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, 190 triệu đồng cho mẫu này nhá. Quay vài ốt đi em. Đấy, vài ốt là một, đúng là một mẫu xe rất nhiều bác quan tâm nhá. Em đã quay mẫu vài ốt 2 lần rồi. Đây, để quay lại cho bác Đức Lương vài ốt nhá. Đây, vài ốt đây bác ơi. Đây nhá, chỗ này thì có hai con vái ớt này. Con này thì đời 2016 màu vàng cát nhá. Bên em đang bán với cửa tiền là 360 triệu đồng này. Đấy, la sáng đúc lốp đáp đẹp. Máy số keo chỉ sơn si thì còn zin 1.5 số sàn bản E này. Đấy, cạnh con đấy thì là con 210 màu đen. Đấy, tư nhân chính chủ thủ đô đây, 30 Hạ Đồng Phố đây. Máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp nhá. Các bác nào mà muốn chọn cho mình một dòng gọi là lôi đồng cối đá tiết kiệm điệu mà phá không chịu hỏng nhá, quan tâm cho em mới dầu vai ốt đang có đây. Quay ok Mai đi xem. Ok anh Mai trở về đây. Đây em quay kỹ con dán đen nhé. Con này không dán nữa, con này sơn luôn đấy. Con này sơn hai màu sơn luôn đấy, theo phong cách mây bách ấy. Đấy, nhờ anh xem đây. Đuôi thì được trang bị body kit này, body kit này, cam lồi cam hành trình đầy đủ này, la sáng đúc đấy, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan thì tích hợp trên gương kính cụp xe điện nhá. Đấy, không lâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Rất tiện nguyên liệu luôn đấy ạ. Đây em xin quay phần nội thất bên trong nhá. Đây, vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Đấy, em xin quay qua thôi. Còn báo giá đến toàn thể gia đình mình nhá. Con này thì đã có video chi tiết này. Vào trực tiếp fanpage hoặc là đợi em một xíu sau buổi livestream ngày hôm nay thì em sẽ gửi video chi tiết cho bác nhá. Cảm ơn bình luận bác rất nhiều này. Đấy, mà cần kỹ hơn mai bác cứ lên xem đi. Cứ lên xem trực tiếp cho nó kỹ nhá. Đấy, cạnh mẫu Kia Morning 2016 rồi này. Tiếp tục đây nhá, với cửa tiền là tầm hơn 200 một xíu này. 215 triệu đồng cho mẫu Kia Bride đây, dòng anh dòng chị của những chiếc Rio hay là K3 hay là xe ô tô chúng ta vẫn hay thấy đây. Xe này mang động cơ 1.4 số tự động nhá, 1.4 số động 5 chỗ ngồi.
máy số, keo chỉ sơn xịt còn zin. Một chiếc xe nhập Hàn 2008 mà ở bên chợ ô tô đồng Hải Dương đã bán với cửa tiền là 215 triệu đồng thôi ạ. Đây, ở trong tầm này thì báo gia đình mình hai đầu Morning nhá. Đây, ở khu này thì báo mình hai đầu i10, xin lỗi gì mình ạ. Hai đầu i10 bản đồ, con màu bạc này thì là 214 này, 240 triệu đồng, và con màu trắng này là 260 triệu đồng. Đấy, và đời 2016 nhá. Thì đó, bản đồ này thì được cùng được trang bị la xăng đúc, có vành điện chống bọc cứng ABS, xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương kính cục sạc điện, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Con này thì đang kiểm đến tháng 6 năm 2023 này. Con này thì đang kiểm đến tháng 4 năm 2023 nhá. Hai mẫu bản đổ đợi khá là cao. Đấy, cả tiền anh quanh là 250 thôi để phục vụ gia đình mình nhá. Đây, để mở góc trong sâu này xem vào đầu sản phẩm không nhỉ. À đây, trong đây còn vài đầu sản phẩm đây để báo giá gia đình nhá. Đây, ở phía bên này nhá, chiếc màu bạc này báo giá gia đình mình này. Hyundai Grand i10 2008 bản M4 máy 1.0. Thì con này bên em đang bán với gia đình một mức giá tham khảo là 130 triệu đồng. Còn có thể bớt sâu nhá, 130 còn có thể bớt sâu này. Đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, con này thì cũng loanh quanh tầm 130 thôi. Đấy, con Daewoo Magnus nhá, sedan hai đầu phân khúc hạng D, dòng xe sang này. Đấy, từng ngồi chung mâm với Camry đấy, đối thủ trực tiếp với Camry đây. 135 triệu đồng. Đấy, sedan hai đầu phân khúc hạng D, là thắng đúc, có vành địa chống bó cứng ABS. Xi nhan trên sườn xe này. Sấy gương, sấy kính, sấy ghế đủ cả. Gương kính chỉnh điện và ghế chỉnh điện nhá. Bác nào yêu cây đẹp này, thích sự sang trọng nhá, tham khảo cho mẫu này đi. 2.4 số động. Đấy mà chỉ có 135 triệu đồng thôi ạ. Đấy, góc này thì toàn xe hơn trăm một xíu nhá. Đây, đằng trong cái góc sâu này, báo giá gia đình mình Kia Morning. Kia Morning màu vàng đời 2011, 118 triệu đồng nhá. Đấy, máy số, keo chỉ sơn xi chất. Các bác nữ nào mà vừa có bằng này muốn bổ túc tay lái, quan tâm cho em nhỏ này nhá. Màu vàng 2011, 118 triệu đồng. Vâng, cháu Nguyễn Hải, cháu Nhất Phan, cháu Sống Thế Nào, cháu Hải Nguyễn, cháu Hiếu Phạm, cháu Bùi Đức Cảnh, cháu Thanh Nguyễn, cháu Nguyễn Văn Minh, cháu Ngoan Thanh, cháu Mai Phạm Phương Mai nhá. Chào tất cả những anh chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đồ mối Hải Dương, có địa chỉ là Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Đấy. Ở trên 3 cái mẫu 100 triệu vừa đầu 100 vừa rồi này, tiếp tục báo giá thì mình một dòng nhập khẩu nhá. Gentech 2010 màu xám, động cơ 1.2 số động này. Con này thì bên em đang bán với mức giá mong muốn là 230 triệu đồng. Đấy, đăng ký đăng kiểm con này thì còn khá là dài, đến cuối năm nay luôn ạ. Xe là trang bị la xăng đúc 4 bánh, có vành địa chống bó cứng ABS rồi. Xi nhan thì sơn sườn xe, gương kính cụp xe điện này. Có trang bị option cửa sổ trời Panorama đây. Đấy, cam lùi, cam hành trình đầy đủ nhá. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này, đầy đủ option gia đình rồi. Đầu đàn hình to rồi, đang bán được cửa tiền 235 triệu đồng thôi nhá. Gentech 2010 nhập khẩu 235 triệu đồng. Vâng, cháu Nguyễn Dũng này, vâng cháu Hải Nguyễn, chào tất cả những anh chị quý vị vừa vào xem buổi livestream hôm nay nhá. Đấy, cả mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Em hoan hỉ vui vẻ lên, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Lên tường như hội nhóm gia đình ơi. Vâng, thì ở góc này thì có hai mẫu màu trắng này. Hai mẫu màu trắng đến từ những thương hiệu rất là tên tuổi đây. Bên đây con 14 này. Con 14A22909 đây. Hyundai Grand i10 sedan hai đầu 2015 nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 260 triệu đồng thôi. 260 triệu đồng thôi gia đình mình nhá. Xe thì bản bay này, đấy bản bay nhưng được độ lên la xăng đúc rồi. La xăng đúc, gương kính chỉnh điện, xi nhan trên sườn xe. Lốp láp mới, đây máy số, keo chỉ còn chất nhá. 260 triệu đồng. Đấy. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 bản sedan hai đầu này, báo giá hình mình đấy, một chiếc Kia Morning nhập khẩu đây. Kia Morning SX 2010 màu trắng 1.0 máy eco. Đấy, full đồ chơi rồi. Cam lùi này, cam hành trình này, đèn bi cầu bi projector này. Màn hình cova cỡ lớn nhá, 215 triệu đồng. SX bản đồ full kịch máy 1.0 cần số zigzag, máy eco. Rất là đẹp, rất tiết kiệm nhiên liệu đây. Hai mẫu màu trắng mẹ má không mua đây, gửi đến gia đình nhà mình nhá. Đấy, góc này là hết xe rồi. Để em xem ra đầu này có mẫu nào không để tiếp tục báo giá đình nè. Vâng, cháu Tĩnh Lặng, cháu Nguyễn Hải này, chào tất cả những anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, hoan hỉ vui vẻ lên cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đã đi gia đình nhà mình ơi. Đây, góc này chưa báo giá đúng không? Đây, góc này thì chưa báo giá, là cái góc bên này báo giá đi. Con i10 2019 này bán rồi này. Hôm nay vừa bán xong i10 2019 rồi này. Đây, để tiếp tục báo giá giờ đầu 7 chỗ nhá.
báo giá đầu 7 chỗ thì mình ở góc này đi. Đây nhá. Thì ở chỗ này em có một vài mẫu Innova đây 7 chỗ đây. Một mẫu 7 chỗ vua và dòng 7 chỗ của gia đình ạ. Innova 2016 đăng ký và lăn bánh năm 2018 đây. Con này thì mang động cơ 1.2.0 số sàn bản E xịn nhá. Đang được bày bán với cửa tiền gia đình nhà mình là 445 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cũng như là ship xe miễn phí trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Sơn xi máy số keo chỉ zin. Đấy, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, một chủ từ đâu. Đấy, 445 triệu đồng. Mẫu Toyota Innova 2016 đấy ạ. Đây, em quay phần nội thất bên trong mình cùng quan sát này. Đây, vô lăng túi khí này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, đầu đài thì màn hình zin nguyên bản theo xe nhá, nội thất đẹp. Máy số keo chỉ sơn xi nội thất zin. Đấy, chân lễ zin nguyên bản theo xe nhá. 445 triệu đồng. Toyota Innova vua 7 chỗ 2016 đấy ạ. Đấy, vâng, chào Sa Hoàng này, chào Lộc Dũng, chào Quang Đạt, chào Tính Nặng. Chào những bác vừa xem buổi livestream ngày hôm nay nhé. Những bác nào đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì hoan hỉ vui vẻ lên, cho em xin mấy lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Đấy. Thì đầu này này, báo giá đình mình nhá. Tiếp tục là 7 chỗ đây. Mitsubishi Zoyli 2004 đăng ký là bánh 206 đây. Mắt xách đây, mắt xách đèn cột lốp treo đây. Kim phun điện tử nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 135 triệu đồng thôi. 7 chỗ rộng rãi gầm cao này, phục vụ mọi nhu cầu của các bác nhá, các quý vị anh chị nhá. Đấy, Mitsubishi Zoyli 7 chỗ 204 135 triệu đồng ạ. Thì đứng trước chiếc Mitsubishi Zoyli này, tiếp tục báo giá dành nhá. Toyota Innova 211 2.0 số sàn. Đấy, bản G xịn nhá, bản G xịn, bản đổ phun kịch. Trang bị la sáng đúc, có vành đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan thì tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Con này thì bên em đang bán với mức giá tham khảo đến đại gia đình nhà mình là 330 triệu đồng thôi. 330 triệu đồng nhá. Vô lăng túi khí này, đầu đài màn hình zin tuyên bản theo xe 211. Đấy, nhập Nhật 2.0 số sàn bản gò xịn. 330 triệu đồng. Đấy, dòng 7 chỗ báo khá nhiều rồi. Đấy, dòng chỗ này đi. Cạnh mẫu Avel màu đen vào rồi này. Đó, giá dành mình một mẫu Toyota Vios này. Toyota Vios bản E-Sit đời 2009 đăng ký là bánh 2010. Bên em đang giao bán con này với cửa tiền là 225 triệu đồng. Đấy, màu bạc rất đẹp đây. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp nhá. Vios màu bạc bản E 225 triệu đồng ạ. Đấy, thì vừa rồi em Tùng đã báo giá khá nhiều sản phẩm mình đang có tại cho ô tô đồng của Hải Dương rồi. Cảnh nhà mình hãy cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt comment đi. Đấy, để lan tỏa buổi livestream mình hơn nhá. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình rất là nhiều này. Đấy, thì hôm qua bên em có về mẫu i10 này, thì mình cùng tham khảo giùm em nhé. Hyundai Grand i10 bản đổ 2014 đăng ký và lăn bánh năm 2016 này. Đấy, 2016 nhá. Thì con này bên em đang bán với cửa tiền đại đình mình là 230 triệu đồng thôi. 230 triệu đồng thôi. Bản đổ la sang đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ai hết rồi. Con 219 bán bao nhiêu? Con 219 bao nhiêu mô linh à? Con 219 nhà là con nào bác nhỉ? À, con 2. Con 210 bao nhiêu vậy bác Nguyễn Thanh? Kia Morning trắng kính nặng, Kia Morning đời cao. Kia Morning thì bên em tầm chỉ loanh quanh đời 209, 210 thôi anh chị quý vị nhá. 209 này, 210 này, tự động này. Đấy, các bác mà đang quan tâm dòng đời tầm bao nhiêu nhá. Đấy, chia thì comment đi em tư vấn cho ạ. Con 219 bán bao nhiêu Morning? Bên em không có con nào là con Morning 219 bác ơi. Vios số sàn màu đen không bạn? Bác Nguyễn Hải. Vios số sàn màu đen bên em có nhá. Bên em đang có một con Vios số sàn màu đen 2010 bác nhá. Đấy. Ôi, em xem con đây đâu nhỉ? Đây, Vios số sàn màu đen 2010. 1.5 số sàn bản E bên em đang bán với cửa tiền 195 triệu đồng đây nhá. Đấy, 195 triệu đồng cho mẫu này ạ. Đây, tham khảo cho em đi. Màu đen số sàn 219, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp nhá. Đấy, bản E nhá, la sáng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm sau cơ. 195 triệu đồng thôi ạ. Cạnh mẫu Toyota Vios màu đen rồi này, tiếp tục báo giá cho anh chị quý vị gia đình mình. Đây, Gen Sách màu đỏ nhá.
Grand Trax màu đỏ 2010, đăng ký và đóng bánh năm 2012 đây. Con này thì bên em đang giao bán với cửa tiền là 220 triệu đồng. La sang đúc có phanh địa chống bó cứng AF rồi. Xin nhan trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Đấy, có cả cửa sổ trời ơi. Bao la ma đây. Một đầu 1.2, số động này rất là thích hợp những cái bác gái này hoặc là chị nữ làm vừa có bằng nhá. Đấy, vừa có bằng mua này về bổ túc tay lái, giá chỉ có hơn 200 một xíu thôi ạ. Đấy, trang bị 4 mắt cảm biến lùi và chống va chạm phía sau. Tuy nhiên chính chủ 34 Hải Dương 410 lùi đây. Cầm bệ thì bao yên tâm gia đình mình. Đấy, cạnh bên này là con Y12 đầu này thì bên em bán rồi nhá. Con Y12 đầu hôm nay bán rồi này. Vâng, cháu gốc Huy Thủy này, cháu Cùng Trận, cháu Hải Hà, cháu Thế Kỷ, cháu Phương Hoàng, cháu Đại Đình mình nhá. Cạnh con Y12 đầu rồi này. Tiếp tục báo giá gia đình mình một mẫu Kia Morning nhá. Kia Morning đời cao 2016, đăng ký văn bánh năm 2017, động cơ 1.25 số sàn. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền là 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng cho mẫu Kia Morning màu bé nhá. Đấy, bản tiêu chuẩn nên là độ lên la thắng đúc lốp nó đẹp, phanh địa chống bó cứng AMS thì đầy đủ rồi. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài này. Thì cạnh mẫu Kia Morning 2016 rồi. Báo giá tiếp tục gia đình mình một mẫu Kia Morning 2011. 2011 135 triệu đồng số sàn. Máy số keo chỉ sơn xịt còn chất nhá. Một mẫu xe tập lái mà lanh quanh hơn 100 một xíu này. Mà full đồ chơi rồi, full đồ chơi ạ. Đèn bi cầu này, bi projector này, la sáng đúc. Đấy, cam đồi cam hành trình. Đấy, vô lăng túi khí và màn hình cova cỡ lớn này. 135 triệu đồng cho mẫu Kia Morning 2011 đấy nhá. Đứng trước trước Kia Morning 2011 rồi này. Em Tùng tiếp tục báo giá đến đại gia đình mình nhá. Một mẫu 7 chỗ đây. Một mẫu 7 chỗ đến từ nhà Kia đây. Các bác mà đã quen, quá là quen thuộc với dòng Gensha nhá. Gensha thì quan tâm cho em chiếc này đi. Đây, dòng đàn em Gensha đây. Zolo 2016, đăng ký năm bánh 2018. Động cơ 2.0 số tự động, 8 chỗ ngồi. Đấy, con này bên em đang bán với cửa nhân đại gia đình mình là 470 triệu đồng thôi. 470 triệu đồng cho anh nhá. Đấy, la sang đúc phay 4 bánh này, có phanh địa chống bó cứng ABS, xin nhan dạng Mỹ thì tích hợp trên gương, gương kính cực truyền điện. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đấy, mặt ga lăng này, mặt ga lăng tổ ong này, đấy rất đẹp luôn, lưới tản nhiệt rất đẹp. Đăng ký đăng kiểm thì còn đến tháng 2 năm 2023. Nội thất ghế da điều hòa đông lạnh 2 chiều auto. Đấy, cam lùi cam hành trình, mắt cảm biến chống va chạm thì đầy đủ này. Vô lăng túi khí nhá, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng này. Đấy, số tự động xe gia đình. Đấy, 2.0 ăn nhanh quanh thì tầm 7 lít 3 trên 100 km đường trường thôi. Đấy, mang về phục vụ gia đình thì đã đưa dịch vụ kiếm thêm thu nhập cũng vô cùng ok gia đình ạ. Vâng, cháu Đặng Phi Hồng này, chào bác An Bình, Doãn An Bình này, cháu Nguyễn Văn Khoa, cháu Tài Sáo, cháu Quốc Văn Thủy, chào đại gia đình mình nhá. Đấy, như bác nào mà đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, hoan hỉ vui vẻ lên, cho xin 5-7 lượt chia sẻ đi, lên trang tường, lên cá nhân hội nhóm đi, chia sẻ giùm em nhé, chia sẻ càng nhiều này. Chia sẻ càng nhiều này, thả tim, thả like càng nhiều nhá, giảm giá càng sâu lưỡi gia đình mình ạ. Thì ở ngay chỗ này nhá, xin giới thiệu anh chị quý vị gia đình nhà mình một mẫu Hyundai Getz đây. Hyundai Getz màu xanh 2009, đăng ký con bánh năm 2010. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền đến đại gia đình nhà mình là 145 triệu đồng thôi nhá. 145 triệu đồng. Đấy, Hyundai Getz nhỏ gọn tiết kiệm nhiều đây, một dòng xe thương hiệu đây, nổi tiếng đi nhà Hyundai nhá. Đấy, bền bỉ tiết kiệm đây. Hyundai Getz 1.0 2009 ạ. Ở chỗ đây, đây còn vài mẫu nữa này. Morning màu trắng này, 2190 triệu đồng 2008 báo giá rồi này. Thì đây nhá, có mẫu Hyundai Grand i10 màu trắng này, 2016 động cơ 1.0 bản bay. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 240 triệu đồng nhá. Bản bay màu trắng rất là đẹp luôn. La sáng đúc thì lên 4 bánh rồi này. Có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan xin gương, gương kính cụp xe điện. Đây, nội thất bên trong đây ạ. Nội thất bên trong rất là đẹp luôn này. Cam đồi cam hành trình thì đầy đủ này. Màu hình thì màn hình zin nguyên bản theo xe nhá. Vô lăng này tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng đấy, điều hòa rét buốt, nội thất ghế da đấy, máy số keo chỉ sơn thi còn zin. I12 đầu, I11 đầu 2016 này đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 240 triệu đồng ạ. Đấy, 240 triệu đồng nhá. 5 chỗ ngồi. Đây, em xem còn những mẫu xe nào mà chưa review để báo giá hình nhá. Đấy, thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá gần 6 đầu sản phẩm này. Đấy, nhà mình xem đã ưng mẫu nào chưa nhỉ, để em Tùng review sâu cho. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán
cũng như là ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đa quát dụng. Địa chỉ là Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương này. Đấy, các bác nào mà gần bên em này, quan tâm đến xe nhá, đến được tư vấn xem xe và chạy thử xe miễn phí nhá, để cảm nhận những dòng sản phẩm bên em đang có như nào ạ. Đấy, giá cả cũng rất là phải chăng thôi, anh quanh tầm hơn 100 triệu đến dưới 600 triệu thôi. Đấy, chiếc nào đời cao nhá thì bên em còn hỗ trợ trả góp này. Đời cao và giá cao so với thu nhập của anh chị quý vị nhà mình thì bên em có hỗ trợ trả góp nhá. Đấy, tạo tất cả các điều kiện để mình cùng mua được xe. Đấy nhá em, số này nhá, báo giá một vài sản phẩm đầu này nhá, để cho mình cùng tham khảo thêm nhá. Đây, đây chỗ này xem còn mẫu nào chưa báo nhỉ. À đây, còn mẫu La Chetti đấy nhá, còn mẫu La Chetti đấy nhá. La Chetti 212 đăng ký và bánh 213 màu đen. Còn lại bên em đang bán với cửa tiền tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 190 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 mùa không một lụt. Đấy, la răng đúc lốp nó đẹp, hành đĩa bộ chống bọc cứng ABS thì 4 bánh rồi. Cam đồi cam hành trình đầy đủ này. Độ lên phong cách mẹc rất đẹp đây. Đấy, mẹc AMG nhá, đấy. Xe ít tiền rất là đẹp luôn, chỉ có 190 thôi. Các bác đang có nhu cầu muốn tìm một chiếc xe tập lái tránh mưa tránh nắng này hai đầu, quan tâm cho em chiếc La Chetti nhá. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương này, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn zin nữa. Đấy, vâng, chắc Nam Nhân này. Chào bác Phạm Nga này, chào bác Daviki, chào bác Ngô Văn Long, chào bác Hiển Đoàn, chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày nay nhá. Đấy, nhà mình đang có tầm tài chính bao nhiêu này, đang quan tâm đến những mẫu xe nào nhá thì cứ bình luận đi, cứ comment đi nhá, em cùng tư vấn cho ạ. Đấy, rất nhiều đầu xe luôn. Có thể là buổi tối này thì nó hơi tối một xíu này, cái hình ảnh âm thanh ánh sáng thì nó không được tốt nhá. Thì tất cả những đầu xe ở bãi thì em đã có video cũng như là hình ảnh chi tiết rồi. Nhà mình cứ comment bình luận. Đấy, sau buổi livestream này quan tâm mẫu nào nhá, em sẽ gửi ra để mình tất cả những video hoặc những hình ảnh chi tiết nhất của từng đầu xe thì mình cùng tham khảo nhá. Cam kết đến tất cả gia đình mình những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu ngoại Dương này, không đâm đụng, không va chạm, không ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi, không thủy kích gập nước, cũng như không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Đấy, còn có rất nhiều đầu xe luôn, đủ nhu cầu gia đình mình với mức thu nhập tầm trung đây. Đấy, bạt ngàn xe luôn đấy. Đây, thì em xin báo giá mình góc này đây. Một mẫu hai đầu đến từ Nhật đây nhá. Sedan hai đầu đến từ Nhật màu đen. Con này là con Mazda 626 nhá. Mazda 626 2005, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, xe được trang bị la răng đúc này, có phanh đĩa chống bọc cứng ABS hai bánh trước và hỗ trợ phanh toàn chống ở hai bánh sau. Xi nhan trên sườn xe, gương kính cụp xoay điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài nhá, đến tháng 12 năm nay. Đây, nội thất bên trong đây ạ. Đấy, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng nhá. Đầu đài thì màn hình của hãng này, máy số keo chỉ sơn xi zin, sedan hai đầu số động mà chỉ có 140 triệu đồng thôi ạ. 140 gửi gia đình nữa nhá. Rồi, nội thất bên trong này, xem đẹp đẹp chưa, sáng chưa ạ? Đấy, mang về sẵn đi sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu của đại gia đình thôi ạ. Cạnh mẫu Mazda 626 vừa rồi này, thì ngay sau đây em xin báo giá đến quý vị anh chị nhà mình một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đấy nhá. Samsung FM3 2010, đăng ký và bánh 2012. Xe này mang động cơ 1.6 số động. Đấy, một bầu trời công nghệ luôn được trang bị trên xe này. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xi nhan trên gương kính cụp xoay điện. Sấy gương này, sấy kế này, sấy kính thì đủ cả rồi. Điều hòa hai vùng độc lập. Đấy, cam đồi cam hành trình này. Có cả cửa sổ lốp trên cao nhá. Đấy, màn hình Android cỡ lớn này. Con này thì bên em đang giao bán với cửa tiền đến đại gia đình mình là 215 triệu đồng thôi nhá. 215 triệu đồng cho một mẫu xe full công nghệ Samsung FM3 số động 1.6 2010 ạ. Vâng, chắc Xuân Quý này, chào bác người xốp cộp, chào Nguyễn Cao Lãnh, chào Đoàn Cường Tráng, chào bác Sữa Chua Lê Huyền này, chào Dương Bắc nhá, chào Nguyễn Quý nhá, chào đại đình mẹ ạ. Cạnh mẫu Mazda, cạnh cậu Samsung FM3 rồi này. Tiếp theo đây em Tùng lại báo giá gia đình mình. Đây, một mẫu Hyundai Gani 10 nhá. Hyundai Gani 10 bản đổ bên em rất là nhiều luôn, để phục vụ nhu cầu gia đình mình. Một dòng xe thân thiện, rất là lành về máy số điện đóm nhá, rất ít khi được ốm hạt, vỗ ốm vặt và hỏng vặt này. Đấy, i10 2014 bản hatchback bản đổ,
cư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây đang bán với cửa tiền 230 triệu đồng. Xe hoang động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. Máy số cao chỉ sơn xịn còn chất còn đẹp. Đấy thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá hết 70 đầu sản phẩm. À đây, đây đây còn mẫu này. Đây xin lỗi đây. Còn mẫu này nhá. Một mẫu 7 chỗ gầm cao máy thoáng đây. Form dáng Mỹ đây. Chevrolet Captiva 2007. Đấy máy số keo chỉ sơn xịn còn vô cùng là chất so với đời này. Động cơ 2.4 máy xăng. Đấy 2.4 máy xăng. Form dáng thì vô cùng cao to đến từ Mỹ đây. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Đấy cam đùi cam hành trình, mắt cảm biến này thì đầy đủ này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Xe thì có hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ cảm biến điện tử chống trơn trượt này. Đấy con này thì bán với cửa tiền đến đại đình mình là 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng nhá. Đây, cầm cao máy thắng 7 chỗ màu đen. Đấy, Captiva Chevrolet. Vâng, chào Trần Tuân này, chào bác GB Thông, chào Việt Tuấn, chào Bùi Thế Nguyện. Chào toàn thể anh chị quý vị vừa vào xem buổi livestream hôm nay. Đấy thì cảm ơn gia đình mình đã theo dõi hết buổi livestream hôm nay nhá. Em Tùng thì vừa rồi cũng đã báo giá hết 70 đầu sản phẩm hiện đang được bày bán trưng bày tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy các bác nhà mình còn những lăn tăn gì về thủ tục mua bán này, chất lượng xe hay là cam kết gì, hoặc là hỗ trợ những thủ tục như là hỗ trợ ngân hàng này, hỗ trợ xếp xe như thế nào thì cứ gọi nhắn tin trực tiếp qua hai số hotline này 0347 701 77 và 0343 540 99. Bác nào ở gần hơn nữa nhá, trong khu vực Hải Dương này, đến trực tiếp bên em để được chạy thử xe, xem xe và được tư vấn nhá, miễn phí luôn. Đấy, test thoải mái về chất lượng xe và bao test hãng. Đấy thì cũng là khá là muộn rồi này. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị quý vị gia đình nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, muốn có xe hay thì tìm ngay em Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xin chào và gặp lại gia đình nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo.